sung đó các bạn, bự dễ sợ không? À, 2, 4, 6, 8, 10, 10 trái mà 14 đô. Ngon lắm các bạn ơi, lần đầu tiên mình ăn trái sung bự như vậy nè. Chứ bình thường nó nhỏ hơn chút. Bữa nay có đợt sung này ngon nè, bự nè. Rồi mời các bạn cùng đi rửa ăn với mình nha. Mới rửa xong nè, bây giờ mình đi ăn nha. Mời các bạn cùng ăn chung với mẹ con mình nha. Rồi, hôm nay mấy mẹ con em ăn sung. Mà hôm nay lần đầu tiên á, mình lâu lắm rồi mình mới được cái ăn lẩu sung mà nó bự như vậy nha các bạn. Chứ thường thường nó sung phần nữa à. Rồi, hôm nay mình thử cái lẩu sung bự có ăn cho nó ngọt ngon như thế nào nha. Rồi, let's go. Vô. Ăn đi con, ăn đi. Bòi ăn không con? Sao con tháo này ra được? Ăn luôn, cặp luôn có tháo. Cặp vỏ ăn luôn, mày rửa sạch rồi. Sung này các bạn mua về các bạn rửa sạch, bỏ trong tủ lạnh ha. Lạnh lạnh ăn mới ngon. Lạnh thì ăn ngon lắm. Yeah, đó, coi em ăn không? Mấy mẹ con em thử nha, you try. Hả? Nó ngon không bạn? Các bạn ăn này được không? Được, ăn đi bà. Dạ nha. Ừ. Ok, ngon đi chơi đi. Ngon kìa. Ngon quá. Sung này con bé này nè. Trời. Nó thích ăn giống như em vậy đó. Nhận sung các bạn mua về bao mình rửa sạch đi, bỏ trong tủ lạnh. Bây giờ mình lấy ra mình ăn nè, nó ngọt, ngon quá. Sung lần đầu tiên mình ăn cái bự này nè. Thường thường mình ăn cái nhỏ nha. Con ăn bự nó dặn răng ra con sao? Ừ. Tại vì răng bé nó mới mọc hồi đau răng nên là hơi lạnh lạnh nó ăn thì ê. Còn đối với em ok, ngon quá. Lâu lâu các bạn mua sung về ăn nha. Sung này ăn cũng nghe nó cũng có trị bệnh nữa đó. Ăn tốt rồi. Ăn này ngon quá à. Ăn ngon quá con, ăn đi con. Bây giờ con mở chị. Dễ. Rồi. Ngon thiệt quá. Nhận cái bự này ngon. Chứ thường thường mình mua cái nhỏ nhỏ không à. Bán cái nhỏ rồi. Ngon quá à. Ngon quá. Giỏi, con bé em thích lắm, thích ăn sung lắm. Em cũng vậy luôn. Cho nên hai mẹ con hợp cái vụ cái này nè. Mẹ bơm ăn bôi không cả. Em bôi không biết ăn. Ăn đi con, nuốt vô. Ngon quá, không mà hết rồi. Con cứ ăn gì lè mà. Bà nói bà ăn chưa lè, em ăn hết rồi. Con ăn các bạn ơi, ngon kìa. Mở con bự khi. Ok, mở con bự đi hả nè. Con cặp ăn đi, không mở được đâu con, cặp chị gà nè. Cặp vô. Cặp vô. Nó cái đó cầm cầm thôi, cầm nó cầm ăn chứ không có cặp. Cặp. Nó mở bộ kì. Ừ. Cặp. Mẹ con đây có gì vậy? Ngọt ngay hả? Mẹ con đây có gì vậy? Ngọt ngon. Ấy, nói sao? Rồi, bye bye các bạn. Hôm nay mấy mẹ con review sung, sung Mỹ, ăn ngon, ngọt. Nhưng quan trọng phải để trong tủ lạnh nha các bạn. Tủ lạnh thì ăn ngọt ngon hơn. Giòn, ngon. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn lần sau. Bye bye.